chào tất cả anh em nhá. Chào mừng anh em quay trở lại với kênh ẩm thực quê hương ngày hôm nay. Hôm nay đây anh em ạ, khu vực nhà mình lại có cỗ. Hôm nay gặp cao thủ chặt gà anh em nhá. Ấy. Phát một. Chặt gà xếp đĩa chỉ trong vòng vài phút thôi. Là một đống đĩa xếp ra đây rồi. Đấy, chỗ này chỉ vài phút là xong này anh em ơi. Đấy. Cao thủ chặt gà luôn. À, còn bên này này, đấy, đang quay chi tiết chặt gà lại nhá. Bên này là cao thủ sái thịt bê. Cỗ quê mình thì rất là to. Có trùng thu thôi ngả hẳn con bò. Anh cho em hỏi tại sao lại đầu của cánh lại phải xếp ở bên dưới ạ? Nó hàng nó xấu phải giấu nó đi. À vậy có nghĩa là mình cái xấu thì che đi còn cái đẹp thì mình khoe ra đúng không ạ? Đấy. À đấy là cái mẹo cả anh em nhá. Đấy có nghĩa là đầu của cánh thì những cái này nó xấu thì mình phải để bên dưới. Mình ở anh cu độ đấy. Đấy. Tí nữa là đùi điếc linh tinh là mình cho lên trên đẹp trai cho lên trên xấu xí thì cho dưới đẹp thì khoe ra xấu xa ta đậy lại. Úi xùi, chết rồi còn nhảy những nhát chặt này rất là thật tay. Lấy gì lấy đi đâu lấy đi. Ấy tiếp tục. Ấy. Con gà này hư thật. Chết rồi vẫn nhảy anh em ạ. Gà nó to quá chặt kia còn đĩa nó lâu nhiều. Đúng rồi. Chia sẻ thật sự với anh em là con gà ví dụ như kiểu là đây đâu nè. Tí nữa để đấy. Con gà nó như kiểu là 2 cân á, 1 cân hơi một con á, 2 cân hơi một con á thì mình chia đôi làm đôi, mình chia làm 2 đĩa. Vì thường thường là mỗi đĩa 1 cân hơi thì nó sẽ rất là dễ chặt, anh em chặt nó sẽ vào khuôn. Nhưng đây con gà này nó 3,5 kg hơi thì mình phải chặt làm 3 đĩa rưỡi anh em nhá. Vậy nên là mình chia thì mình cũng phải đắn đo một xíu để xếp sao cho nó đẹp. Đấy, đẹp cái đội hình. Đấy. 5 đĩa gà chặt phút đĩa. Nói chung mình phải đắn đo để cho cái đĩa nó đẹp anh em nhá. Anh bóc của em cho 2 đứa muốn được ấy. Cho mấy đứa cứ bóc một cái cho mấy đứa chia chúng chúc quá xong. Bên này thì đang làm món thịt bê bóp tỏi anh em nhá, bóp tỏi hành gọi là bóp nộm á, bê tái thơm nhức nách luôn. Quay trở lại thịt gà sắp xong rồi anh ạ. Vui Tết Trung Thu nhớ bác. Đấy. Nó rất là khó ở cái là chặt, đáng nhẽ là mình có thể nếu mà như con gà mà nó vừa thì mình chặt mình có thể cho vào luôn. Nhưng con này mình chặt mình lại phải bớt một miếng hai miếng ra để mình cho vào đĩa sau anh ạ. Gà nó hơi to. Đấy, bớt ra 2 miếng để cho đĩa sau. Tỏi vương nữa, không cho đảo khô cái này trước. Cứ đảo khô đi nhá. Còn nước mắm này trong bóp hành tây cho dã mê ấy à. Nước mắm cứ để cho đâu quá. Để cho cả ít đường cái này. Giờ bắt mẹ nước chanh nha, thái chanh bắt ra lấy bát đi. Tỏi chứ đừng bóp khô đấy. Đây trái.
Mình ở quê Thái Bình nha anh em nhá. Cỗ rất to, cỗ sắp ra gọi là để nắm phần luôn đấy anh em ạ. Đấy. Một mâm cỗ 14 15 món cơ. Ở đâu? Cái tên này mua đâu, cái để cho nó bắt cho chúng ạ. Không, đây to trước bóc khô mà. Cháu đưa cho. Đấy bóc gừng vừa vừa vậy thôi. Chào bà nhá. Vâng, bà đến vui trung thu với các cháu đấy à. Đấy, khu vực trẻ bên này, khu xóm mình thì cũng rất là đông anh em ạ. Khu xóm của mình thì 20 năm hộ gia đình anh em nhé. 20 năm hộ gia đình, 15 mâm cỗ cả người đến cả trẻ em. Các cụ già nhá, trung thu là tiết thiếu nhi nhưng mà người lớn lại vẫn cứ đi lại nhiều đấy. Vẫn cứ chiến được, chủ yếu là chiến được của người lớn thôi. 15 mâm. Lo đài, lo máy đầy đủ anh em nhá, trung thu Thái Bình cũng rất là vui. Đấy, bên khu vực xào nấu anh em ạ. Đây đúng không? Bên hậu cần. Ừ đấy. Cả hai đúng. Đấy, chuẩn bị xong 6 đĩa thịt gà đấy nha anh em nhá. Đấy, sắp xong rồi đấy. Trung bình là 1 phút một đĩa. Nếu mà mình chặt kiểu kia thì chắc chỉ 30 giây một đĩa thôi. Gà rất đẳng cấp anh em nhá. Gà đồi luôn đấy. Thái Bình như có gà đồi đồng bằng anh em nhá. Đấy, toàn các bác trung niên phục vụ các cháu thôi. Thanh niên hôm nay thì nó không vào ngày nghỉ. Vào thứ năm thứ sáu nên là chị em với lại thanh niên thì gần như là đi làm công ty hết rồi, chủ yếu ở nhà có mấy bác trung niên hậu cần làm cơm cỗ để phục vụ cho các cháu nhá. Trẻ em hôm nay thế giới ngày mai, phục vụ các cháu tốt ngày mai các cháu già các cháu phục vụ lại đấy. Con đường không vậy thưa? Đường điện đường để đây tí không con đường để có để đấy, mày chanh vậy. Thì lọc cái bột. Đừng bóp chanh vào nhá. Hả? Đừng bóp chanh vào nhá. Không, chanh vắt ở đây để chốc nữa dưới mà. Đừng chốc chỗ nằm chua. Không, chanh cho vào mủn lắm. Không, khi nào ăn cho vào. Làm nước chấm chua hơn chứ đừng bóp chanh. Thịt gà là phải có lá chanh nhá. Ok. Cái đấy thì tí nữa chỉ cho đến một tí thôi. Một tí nó phải thôi. Có tí chanh cái đường rồi đấy chứ không. Không, tất nhiên là có rồi. Chốc là mình bóp cái này, còn thịt là mình bóp khô rồi, mình chỉ bóp cái này thôi. Nhưng mà khi nào ăn nó bóp nhưng mà nhúng nó. Vâng. Cho chanh vào cũng rụt. Ok nhá, anh Hoán này bảo cho chanh vào cái bên này này chúng ơi. Cho chanh vào hành tây với này xoài đấy. Đấy, thế là đã hoàn thành xong 6 đĩa thịt gà anh em nhá. Ok, xuôi. Rắc lá chanh. Gà to chặt khó chặt anh em ạ. Nhưng rất là đẹp luôn. Cao thủ chặt gà. Để bọc cái bàn này. Để nó kia bọc. Ok, xin chào tất cả anh em nhá. Anh em nhớ đăng ký kênh like và chia sẻ giúp mình nhá. Tiếp theo video sau anh em mình sẽ lại gặp nhau anh em sau nhá. Chào tất cả anh em.